Vườn hoa nhà mình vẫn còn nữa nào còn như các bác đã hái hết rồi. Chỉ được vườn hoa nhà mình đã hái hết rồi. Làm xong thì mang về bán tiếp. Sự dũng mãnh. Nguyên tắc tập thổ quyền là ta phát triển những cái sự uyển chuyển cơ thể và sự cứng rắp của gân xương khớp. Bắt chước những tác giác chụp vồ vả của con hổ và những cái thế tấn công như là thế chụp bắt con hổ.